Hello, chào mừng đã quay lại với Jin's Channel. Hôm nay Jin thì sẽ tiếp tục tựa game The Walking Dead. Đáng ra là Jin đã quay clip hơn hai khoảng 2 tiếng trước đó, nhưng mà mọi người biết sao, tự nhiên chả có, đúng là phải mua game của mình thì chơi nó mới đã được, còn mình chơi gọi là thuê game chơi thì nó lỗi tùm lum, nó không có lưu game cho Jin. Xong rồi bây giờ nãy giờ Jin phải chơi lại từ đầu F3 đến đây để bắt đầu quay clip cho mọi người này. Đó là mình vừa cắt tóc cho cháu Salamantin xong. Bây giờ thì không biết là nhiệm vụ tiếp theo của mình là gì, mà chắc là Trinh sẽ đi xem xét ở trên tàu xem là mình có thể tương tác hay là làm gì nữa không. Rất xin lỗi về mái tóc của cháu, nhưng mà chú nghĩ là dễ thương đó, nhưng mà mẹ cháu sẽ không thích như vậy đâu. Cháu nghĩ sao về ông Chuck? Cháu cũng không biết nữa, chú cũng không biết nữa, trông ông ta có vẻ tử tế, chú nghĩ vậy sao? Cháu vừa nói chuyện cởi mở với ông ấy. Chú chuẩn bị đi xem vài thứ quanh đây để đảm bảo là chúng ta sẵn sàng để đến Savannah. Chắc là chúng ta sẽ an toàn ở đó phải không chú? Chú hy vọng vậy. Cái gì đây ta? Bloodstain, vết máu à? Tàu này có vẻ cũ nên là nhân vật của mình không muốn ở đây lâu nữa. Mình đã sắp đến Savannah, chứ nghĩ là bây giờ mình chạy đến mình tương tác với cái ông ấy là mình sẽ đến Savannah nè. Ông Kenny á, Kenny vừa mất cả vợ lẫn con. Ủa sao tàu có vẻ lắc lư thế nhở? Đây Kenny đây. Này Kenny, hai chúng ta cùng đến biển thôi nào. Ông vẫn muốn lên tàu à? Nó vẫn là kế hoạch tốt nhất đối với tôi, đừng có bàn cãi gì nữa. Để coi, về quá khứ của tôi ấy, xin lỗi là đã giấu ông. Nó bây giờ không còn là vấn đề gì với tôi nữa. Bây giờ chúng ta hãy cùng tiến lên phía trước thôi. Thì mấy cái bạn điều khiển mình còn điều khiển gì đâu, không được. Ủa bây giờ mình làm gì ta, hay là phải nói chuyện với Ben? Well, the girl can shoot. Bây giờ cô bé nó có thể bắn đấy, gì mà mới có, nói chung mới có khoảng 30 phút. Ông đây định đi đâu? That way. Cái này hôm qua Trinh hỏi rồi. We'll have a talk when we get there about whether or not you folks want to come here. There's something to do. It's really something to do. Yes. You said it. Be safe up here. You betcha. Hết chưa? Đưa cho ông già cái chai rượu nè. Tôi tìm thấy cái này ở trong túi của ông. Didn't realize I had it left. Ôi, không ngờ là tôi đã quên nó. Cảm ơn cậu nhiều nhé. Cô muốn uống một ngụm không? Ok ông. Bạn nhậu. Bạn trở thành bạn nhậu của chất. Not known for its finish. Cậu có biết khi nào thì sẽ đến không? Anybody in there want to share a drink with me? No. Nếu mà có ai muốn uống rượu thì hãy để họ họ biết là tôi có chai rượu này nhé. Ok, còn nói gì được không anh? Cậu đã cắt tóc cho cô bé chưa? Còn nói gì được đâu. Hết rồi, chỉ còn gọi tên nhau nữa thôi. Bây giờ đi vô. Ông này ông bảo là để ông yên đi, vậy là mình không nói chuyện với ông được nữa rồi. Đấy, chắc là tôi vẫn còn đang buồn, giờ chỉ nói chuyện với Ben được thôi. Này Ben. Hả? Không còn, nghĩa là chúng ta không còn nhiều người nữa đâu. Chỉ có tôi, anh và Celestine, mình tin vào một ông già homeless nữa thôi. Một ông già vô gia cư. Bây giờ thì ai cũng homeless cả. Nhưng mà anh hiểu ý tôi là gì mà. Thật sự là không hay khi mà nói người ta như vậy đâu. Drew thì đã cứu mạng của cậu đấy, cậu biết mà. Tôi biết.
Tôi biết là tôi không thể sống nếu mà thiếu cậu ấy. Không để là sống tiếp nếu mà không có sự giúp đỡ thế mạng của cậu ấy. Giờ lại suy nghĩ về đu. Thôi đi xem coi. Chắc là vẫn còn gì đó ở khoang này chứ nhỉ. Hay là chỉ chờ đợi thôi. Ừ, có vẻ như chị không làm được gì nữa cả, chỉ nói chuyện thôi. Nói chuyện với cháu. Cháu sẽ quen với mái tóc này thôi. Ba tháng trước cháu, chú còn chẳng biết cháu là ai mà bây giờ chúng ta đã đi cùng nhau. Cháu rất vui vì đã đi cùng với chú. Hết rồi mọi người ơi. Không nói chuyện với cháu thêm được nữa, bây giờ làm gì ta? Giờ là... Để Trinh xem nha, để Trinh xem mình còn làm được gì nữa không. Trinh còn một cái mỏ lết ở trong người nè. Lắc lư chồng chành quá hen. Trời, gọi thằng Minh chỉ là si gia thôi đó hả? Không biết nói chuyện được với ông Kenny này là thêm lần nữa ông ta. Nói coi ông Hoàng, ông bảo là để ông yên đi. À, hỏi ông này có muốn uống không, uống rượu hay không? He's got some. Ông mới có à? Ừ. Ồ, vậy là ông Kenny này đi 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 xin rượu của ông chất, còn mình sẽ ngồi vô ghế lái ha. À, lấy cái mát này nè. Rồi làm gì nữa đây nữa không ta? Chắc là ra ngồi ra nói chuyện với hai người kia. Cảm ơn cậu. There was a map of Savannah in the camp. Có một cái map của Savannah ở trong cái cabin. Tôi sẽ đến nói chuyện với lại Clementine. À, vô, ôi, giờ mình phải đi nói chuyện với cháu ha. À, là ra mình muốn lấy cái map đó, xong rồi phải dụ Kenny đi chỗ khác, mình mới đi mới làm gì tiếp được. Ok, mình sẽ đi đến chỗ cháu. Ben muốn nói gì với mình nhỉ? Và ví dụ mà đưa supply cho Ben đó, có phải Ben không? It's all my fault. Đó là lỗi của tôi. Tại sao cậu lại làm vậy? Why the hell would you do this? They said they had my friend, and he was with them. Họ nói là họ giữ bạn của tôi. Nhưng mà khi tôi nhận ra sai lầm của mình thì chúng nó bảo là chúng nó sẽ giết tôi, tức là giết giết nếu mà không khai thú nhận sự thật với bên này hả? Vậy là lỗi là do Ben làm mọi người ơi, hôm qua Trinh còn nghi cháu Clementine làm chứ tội lỗi dễ sợ luôn á. Ben làm thật, vậy là Lily đúng mày. Như hôm qua là Trinh đã ủng hộ Lily là kích Ben đó. Cái thằng Ben này bán đứng đồng đội xong rồi lại còn làm cho đu mất mạng nữa. Tội lỗi đầy mình, không thể chấp nhận được. Đưa cho cháu kia bản đồ Savannah. Savannah là khu mà ba mẹ của cháu Clementine đi du lịch đúng không? Chú muốn nói về Savannah, cháu cũng vậy. Cháu định làm gì khi mà tới đó? Đây là bản đồ nè. Cháu và chú là một đội đúng không? Chúng ta cần phải có kế hoạch đó. Khi mà cái đoàn tàu này dừng lại thì cháu và chú phải biết chính xác là những gì chúng ta cần làm. Chúng ta sẽ đi tìm ba mẹ của cháu chứ nhỉ? Thiệt ư? Nói chung là chúng ta phải biết được tình trạng của họ, liệu họ có ổn hay không, hoặc là điều gì đã xảy ra với họ rồi. Đừng bao giờ từ bỏ hy vọng nha, cháu yêu.
Hãy nhìn vào bản đồ và lên kế hoạch chúng ta bắt đầu từ đâu nào. Họ luôn luôn ở cùng nhau chú ạ. Ok, chúng ta sẽ tìm ra họ. Mush House. Giờ là đến Savannah, mình sẽ đến Mush House để tìm xem ba mẹ của cháu Salamantin là còn sống hay không. Mà trên đoán thì không. Đây là cháu có thể nói về, cho ba mẹ về cái chuyện mà chú đã giết người không hả? Ok, cháu cứ làm những gì cháu muốn. À, cháu cảm thấy như thế nào? Rất tốt chú ạ, cháu rất vui vì chúng ta đã có kế hoạch. I guess we should see how far. Ui, tàu bị sao rồi? Đến Savannah rồi. Mà ông hay là bị cái gì dặn đường ta? Sao nhìn mặt ông Kenny ghê vậy? Có cái gì đó kinh khủng xảy ra ở phía trước á. À, một cái xe. Cái này là xe chở xăng đúng không? Xe chở xăng này có ký hiệu chống lửa nè. Nó sẽ chặn đường tàu, nếu mà tàu đâm thẳng á thì nó sẽ nổ. Bây giờ chắc chắn là tàu không thể đi tiếp được nữa. Nó mà đâm vào cái tăng này là sẽ chắc chắn nổ nè. Giờ chắc là phải đi bộ rồi. Gas, diesel. Something that's gonna explode. Ga hoặc là dầu ở trong đó sẽ nổ. There's a crew here. This is shit. This. Yo, you keep spinning like that, you're gonna get. Ông này thì có vẻ là cứ đâm qua đây. Ai đây ta? Chắc là người mới. Because we could have just kept walking. Hai người là ai? They're fine. Chinh giận lộn rồi. I think they get you killed. Or worse, it tends to come hand in hand with groups of guys in distress. Let's get these guys a break. We'll see. You guys got a problem with your train? Yeah. À, cái người gặp vấn đề với lại đèn tàu à? Dude, it's a wreck. It's not so bad from up here. Ở đây trên này không tệ lắm. Anything goes không. Sideways up there, we won't let them escape. Nói chung là không tin tưởng. Kenny bảo là đừng có tin tưởng người lạ. Giờ trên làm gì? Có nên lên trên không? Nói chuyện với Kenny trước coi. We'll be down here. Chúng tôi sẽ ở dưới này bá cho mình lên nguy hiểm một mình hả? Đúng là câu này lúc nào cũng chừa phần khó cho trên cả. Thiệt, đồng đội gì kỳ cục. If I come up there, tôi sẽ lan nha. I guess you'll have to find out. Mấy người đừng có mà cướp bóc hay là giết người đấy. A group of guys is what we need. They're what you think we need. But didn't find. So now, what about when stop? Hey dude, I'm on me. Me. Crystal, what's the deal with the train? Có vấn đề gì với lại đàn tàu vợ chúng tôi đang lái? Chúng tôi gặp một ngày tồi tệ. Đó là một đứa trẻ bị cắn và mẹ cũng đã tự tử. Ổn mà không, mấy người này nhìn mặt không đáng tin nha. Ồ, cái người có một đứa trẻ à? Thì sao cháu lại lên đây? Tên đứa trẻ là gì? Oh, so he gets to swear. This is great. See, things are looking up. You're not a dad. You down there? It's that obvious. Anh không phải là cha của đứa bé. No, he's not that. Cha của đứa bé ở dưới à? Không, không có. Câu chuyện của hai người là gì? Tôi đã ở cùng cô bé khi mà mọi chuyện bắt đầu. Chúng ta đã, tôi đã ở cùng nhau rất lâu rồi. Những người ở dưới thì sao? Kenny đã mất vợ và con. Mình đang kể cho mấy người này hoàn cảnh của những người ở trong đội của mình. Bao lâu rồi? Giờ này là giờ nào rồi? 2 tiếng trước. Tôi rất tiếc vì những điều xảy ra với các người. Cái tăng này thật là một cái vấn đề lớn đó. Chúng tôi sẽ giúp đỡ. If you could get it down, the rest would probably be pretty easy. Start there. You come down and settle in and see if you can help. Nhưng mà mấy người này đang ở đây làm gì ta?
hồi nãy Trinh nghe không rõ lắm, nhưng mà nói chung là mục tiêu chung của nhóm mình và hai người này đều là giải quyết cái xe tăng này, cái xe chở xăng này, gọi là xe bồn nhờ. There's no way I'm pulling anything apart down there. Không thể đẩy nó bằng tay được. Sẽ là giải quyết. Bỏ cái thùng xe tải này ra coi có gì có thể làm được gì không. Cái cục băng keo kìa. Cục băng keo màu vàng á. Cái máy phát điện. Ôi, mình có thể lấy xăng đỡ trong cái bồn này ra không nhờ? Để cắn vào máy phát điện á. Xong rồi rồi cho chạy. Giống như giờ Project Jumboy á. Chắc là phải nói chuyện với hai người này nhờ. Hay là xuống dưới nói chuyện với người khác. Nhưng mà cứ thôi, cứ nói chuyện thế đã. Gì đây? Chúng tôi có phải nói với anh về kế hoạch của chúng tôi không? What? Nói chuyện với cháu xem. Thôi hình như không nói chuyện với cháu được. Đi xuống thôi. Nói chuyện với những người ở phía dưới. Guys, this is Omid and Krista. Đây là Omid và Chris. Có vẻ như họ không chào mừng chúng ta nhỉ. Thật là một ngày khó khăn của chúng tôi mà. Tới lúc mà chúng ta phải đi tiếp rồi. Hai người này sẽ giúp chúng ta giải quyết cái bồn kia. You want to start in on that tanker? I'll get to know the girl for a minute, if you don't mind. I'm gonna show you how this thing works. Tại sao hai người không nói chúng tôi là những cái việc này sẽ cái thứ này hoạt động như thế nào? Have a look inside of that station back there too. Sounds great. Let's do this thing. Mình đến cái gas station đó mọi người. Ông già này có giúp ích được gì không hay là ngồi đánh đàn không thôi? I'm glad someone's made it. Nói chung ông già này đi chung với mình nhiều cũng chỉ là để góc vui thôi đúng không? Mà nãy Trinh thấy có một cái thằng này lên trên này rồi. Lên đó quan sát à? Got a clear view up there? Anh có quan sát được rõ trên đó không? Không có Walker. Get used to them. I don't think they're going anywhere anytime soon. Their numbers keep going up. I'm telling you, if they ever get a hold of me, you know I'm not getting out of it. That's it, man. I'm just gonna try and take it. Thanks for the ticket. Thằng này đang nói chung là tưởng tượng và việc mình bị giam bắt. Thằng Ali nó bảo là thằng này mình đừng có suy diễn nữa. Để đi xem quanh đây xem mình còn làm được gì không. Cái này chắc là chứa đầy xăng đó mọi người. Nếu mà chúng ta đâm vào cái này thì chắc chắn là sẽ tạo thành một quả cầu lửa rất là bự. Các cháu sẽ lên bên tin ở chỗ này nè. Đây, hai người đang nói chuyện. Cái con Krista này đang bảo là chắc Celebrity sẽ vui khi mà có một người phụ nữ nói chuyện cùng. Cô ấy rất là thấu hiểu. Chú rất vui khi mà nghe thấy cháu nói như vậy. Cháu có thể đem theo chú hay không? Cháu không thích cô ấy à? Nhưng mà chúng ta là một đội mà chú. Ok,
ok, mình sẽ đi thôi. Checking out this train station, all right? Chúng tôi sẽ cùng đi đến gas station nha. Giờ mình sẽ đi với cháu. Tại vì cháu đã bảo mà là mình với cháu là một đội nên là phải đi cùng nhau. Cái station này là chắc Long Trinh nghĩ là bán đồ kiểu như là chạm nghỉ chân đó nhờ. Là sơn. Cái này kiểu như là tên cửa hàng này. Chạm nghỉ chân để mọi người có thể mua đồ các kiểu á. Cửa vào. You should wait for me before trying to open doors. Này, cháu phải chờ chủ để trước khi mà mở cái cửa đó ra nha. Hy vọng là rất may là cái cửa đó khóa đó. Chú hy vọng là chúng ta có thể làm việc cùng nhau. Chú để cháu đừng có tự ý làm cái gì đó. Cọ cửa báo động là ổn lằn đấy cháu ơi. Đốt mà đẩy được. Chú bị khùng. À, nhìn vô trong thử xem. Maybe I could look in. Có thể cháu có thể nhìn vô khiêng cháu lên. Why don't I put you on my shoulders and you can peek into that window? Cháu có thể đứng trên vai chú để nhìn vô trong nhé. Okay, I can see in. What do I do now? Cháu nhìn được rồi, cháu cần phải làm gì? Cháu nhìn thấy gì? Lots of plates and stuff. Có rất là nhiều đồ dự trữ chú à. Wait to knock this door down. Can you probably help me pick the lock? Không biết là cháu có thể tìm một cái chìa khóa làm sao mà tìm được chú bị không ạ? I think so. What the fuck? Tay cháu dài vậy. Cháu má đứng lên ở đây mà tay thòng xuống mở khóa được chỗ này. What the fuck cháu? What the fuck? Em điêu vừa thôi nha. Đừng có nghĩ Trinh là con nít nha. Điêu ngoài. Phật lít. Xin nâng đó mọi người. Thôi đi vô thôi. Let's go. Be careful. Đi thôi cẩn thận nha chú. Chú rất vui khi mà cháu nói như vậy đó. Thật là tối. Maybe I can hold the door open. Cháu có thể giữ cái cửa mở được không? Để chú dùng đồ chặn cửa nè. Đó, cháu không việc gì phải ở xa chú cả. Nhớ đứng vào căn phòng ấy chưa? Nghe chưa cháu? Đứng đây, con John nào vô là hét lên liền. Nghe chưa? How we doing? Good. What do we need? Chúng ta cần làm gì? Chúng ta cần làm gì đó để xử lý cái bồn chứa ngoài kia, bồn xăng ngoài kia. Bị khóa rồi. Mình có cái băng keo chưa xài này. Chắc mình sẽ leo vô nhờ. Không leo được. Cháu nhỏ này chú ơi, cháu bé này cháu chui vô được nè. Lại bế cháu tiếp à? Cháu đánh tim rồi. Yeah, definitely. Cháu lại đánh tim thêm lần nữa rồi. Cháu đánh tim mà bữa giờ là mấy lần rồi đó. Bữa mà cứu mọi người thoát ra khỏi cái nhà ăn thịt người cũng là cháu. Ơi, cháu thấy gì? Đằng sau chú. Mày có phải đằng sau cháu. Bắn. Quy hả? Cháu ơi, cháu bắn đi. Chết rồi, Trinh chết rồi. Làm gì trước ta, nên đấm nó hay là nên ra lấy cái ấy nhờ? Để cháu chứng kiến cảnh mình bị voi rụt ra ăn rồi. Thương cháu quá. Lỗi Trinh. Đi lấy chìa khóa đi cháu. Rất cái súng vô, Trinh nghĩ anh tí nữa thế nào cháu Celebrantin cũng làm một phát. May mà cháu không bắn trúng mình. À, cái thằng nhân vật chính thì nó vụt về dễ sợ luôn. Ui,
lipstick ở bên trái. Đây là Trinh thử nghiệm mà đến vớ cái cây kia trước nha, nhưng mà không được. Chứ nghĩ ra Trinh cần phải đấm hai con dom này ra, chứ không phải là chạy ra lấy cái đó. Forget about this tune. Behind you. Hai mạng rồi mọi người. Một phút hai mạng. Đi drill. Cái kia là lừa thôi. Trinh bấm lộn, Trinh bấm lộn. Hai phút ba mạng. Dán hết giờ mình phải làm gì nha? Bình tĩnh này Trinh. Game này dành cho người tay chậm, không đâu cần phải vội vàng gì đâu. Behind you. Thằng nhân vật chính này cầm cái súng không nên hồn nữa. Thế bạn là lấy stick, tức là mình đi qua trái đúng không? Cũng không được, mọi người ơi. Anh ơi, qua giúp em giải quyết cái này coi, em bế tắc nãy giờ rồi đó. Trinh phải nhờ trợ thủ. Trinh không giải quyết được rồi. Behind you. Anh sẽ coi sẽ biết là anh sẽ mất một hai mạng gì đó. Nhưng mà em nãy giờ 4 mạng rồi. Bảo kì đi qua trái thì phải. Push up on the left stick to back away. Rồi chết rồi đó. Ủa sao kỳ vậy, sao anh lùi được vậy? Nó cho mình bấm lùi mà. Ủa, bấm lùi hả? Ừ. Sao anh vẫn bị cắn vậy? Bấm cửa thôi, bấm vô phía sau liền. Khó quá, cái này kỹ năng nhiều quá, không làm được. Nãy giờ nhiều mạng quá hi. Cháu chứng kiến mình bị lợi ma rụt ăn mấy lần rồi. Ra mà, hai con à. Ghê. Cháu bắn. Cháu thì bắn cứu mình nè, đảm bảo luôn. Dạ. Sao mình tự xử vậy? Kỳ vậy. Cháu hồi nãy có cây súng rất bên cạnh mà không giúp mình. Cháu kỳ quá cháu ơi. Cháu hồi nãy cầm súng rồi nhưng mà còn run lắm. Tất nhiên rồi, lỡ đâu mà bước giật cò mà chưa luyện qua như thế này, giật cò chúng mình thì có mà uống lần. Chết rồi. Cháu lần này cháu phải tự xử nha cháu. Keys, now. Chìa khóa. Mở. Damn it, it's locked. Mở. Rồi, mở. Đấy, nhẹ nhàng thôi cháu à. Damn. That didn't go so good. No, it did not go so good. You're okay. Things mọi thứ okay. Ổn rồi, cháu ổn rồi. Celebrity nè, cháu vẫn còn cười được phải hồi nãy cháu còn run lẩy bẩy mà. Tôi nghe thấy tiếng súng. Chúng tôi ổn. We found some walkers. Chúng tôi thấy một số con zombie ở đây. Có anh và một đứa bé 8 tuổi đã vượt qua điều này sao? Chúng tôi có thể kiểm soát được điều này. Nếu không thì sao? Tôi cần chắc rằng là tiếng động nó sẽ không gây ra cái điều gì tồi tệ. Tôi mong rằng anh biết là mình đang làm gì với cô bé. Chúng tôi vẫn còn sống mà phải không? Chứ để cho cô tranh con bé thì con bé còn sống chắc. Và vợ. Okay? Yeah, cháu run quá chú à. Mọi chuyện qua rồi. They didn't have much business back then. Cái này là gì ta? Ra ngoài đi chú. Thì cháu là gì? Cháu chưa sẵn sàng với việc bắn súng.
Chứ hết là học việc không hoảng sợ đã. Chú đúng. Sợ hãi chính là điều giết chết chúng ta. Mong Trinh nói chuẩn quá rồi gì nữa. Quan trọng nhất là không được sợ hãi thì mình mới có thể bóc cò được. Trinh là nói chung là nếu mà trong những cái tình huống như thế này thì Trinh không có hay bị sợ, không bị hoảng mọi người. Trước giờ là Trinh ít khi mà sợ, kiểu như là sợ nói chung là Trinh khá là gan, không hay sợ này sợ kia, không sợ ma, không sợ đám đông, không sợ độ cao đấy, nhưng mà Trinh thì chỉ sợ chuột thôi. I found a blowtorch in the station. Should make quick work of the coupling up there. Excellent. I'll come up there with you to have a look. Mình mang cái vừa rồi, Trinh cũng không biết cái vừa rồi là gì nữa. Cái bình ga. Nhưng mà cháu lên đây để xử lý thôi. Cháu sẽ lên tin lại đi nói chuyện với cái chị Krista rồi. Chị ra đi. Còn mình là anh ra đi. Đây. Cắt hả? Ồ, đây là mỏ hàng bằng khí. Khí acetylene. Cái chuyện gì vậy? Nà, cái vòi nó bị rò. Chúng ta sẽ xử lý cái vết rò đã. Ừ, có băng keo nè. Sao mặt thằng này nhìn gian vậy? Ok, tôi hy vọng rằng là cái cục băng này sẽ giữ được. Rồi, xử lý thôi. Được rồi, ổn rồi. That's crazy. Just about got. Trông có vẻ điên cuồng đấy. Chết rồi. Ồ, may quá thằng này đã đỡ mình. Vậy là người tốt mọi người ơi. Cứu mình một mạng rồi đó. Làm tiếp thôi chứ giờ sao nữa. Giờ mình sẽ gỡ cái mối hàng đó ra để cho nó rơi xuống nhẹ nhàng. Khi mà mọi người hàng á, thì lúc mà nó hàng nóng thì nó sẽ làm lỏng cái mối hàng đó ra. Gỡ hàng cũng giống như là khi hàng vào thì mình sẽ thêm một cái chút ít nhờ. Nghĩa là khi mọi người hàng vô thì mọi người phải có que hàng để gọi là có cái chất chảy ra nối liền những cái thanh sắt với nhau. Còn khi gỡ hàng ra thì không cần phải có cái chất xúc tác đó. Gỡ mỗi hàng thì mình sẽ đa phần là sẽ dùng khí. Cái này y chang trong Project Jamboy vậy. Khi mọi người hàng một cái sản phẩm mới thì phải cần có que hàng. Trinh đang nói trong Project Jamboy nha, chứ ngoài đời thực tế thì Trinh cũng chưa biết nữa. Còn khi gỡ ra thì mình chỉ cần dùng mỏ hàng có khí thôi. Nó để làm nóng chảy cái mối hàng và nó sẽ tách rời các mối hàng ra. Tôi không thể nào với tới nó được nữa. Damn it, it's just about done too. Giờ làm gì? Ôi. Big portion of the coupling's out of my reach. No. Over that ledge. What the fuck? Sao mình lại bắt thằng này? Hello. Shut up and start cutting. Chết mẹ rồi. Giờ làm sao đây? Tại sao tự nhiên lại đông như vậy? Hay là do tiếng súng của Trinh ta? Guys, there's something coming. What the what? Sao tự nhiên mình lại chửi thằng này với lại bắt nó hàng như vậy ta? Omid, cut! Omid, nhanh lên nào! Tôi đang cố đây! Nó chửi tất cả rồi, kéo tôi lại! Này có chuyện đổ xuống người cháu hay sao? Kenny, đi thôi! Bị rò xăng rồi. Giờ hay là mình nhảy đúng không? Nhảy nè, Omid đi nè. We gotta jump. What? Chúng ta phải nhảy thôi. Gì có không? Nhảy đi không là chết đó. Gãy chân còn hơn chết nhé. Nhảy. No. Không. Stop, damn it. Still no. Không. Why? Không thì anh sẽ chết đi nhé. Nhảy đi. Mẹ. What the fuck? Shit. Nhưng mà. Ủa hai người này thì sao? Được không? Được mọi người ơi. Mình sẽ đến phụ họ, cứu họ lại. Run! Cứu chứ.
Kiểu cái con này nữa. Krista, no! Fuck! What the fuck? You piece of shit! She's a woman, don't you know? Anh không biết là... Được. May quá. It's okay, honey. I'm okay. Không sao, ổn mà, honey. Mình phải cứu chúng rồi bị thương trước chứ, đúng không? Chị ra đây này khỏe mà. Người da đen người ta khỏe lắm. Đông quá. Chú có bị thương không? Không, chúng bọn chú đều ổn cả. We're fine, Clementine. We're fine. Ổn rồi mọi người. Rồi mình đang đánh Savannah đây. Mình đã kết nạp thêm hai người là Omid với Krista. Có vẻ như hai người này cũng không phải là người xấu đâu, tại vì đều cứu mình. Omid đã cứu mình một mạng lúc đó, lúc mà mình hàng á, là đã ôm mình lại. Xong mình cũng giúp đỡ hai người đó lên tàu kịp. Anh Giang chỉ nghĩ là tạo được dựng được mối quan hệ tốt với hai người mới rồi. Cháu Salamantin nè, vẽ bức tranh gì đây? Hồi nãy Trinh không kịp nhìn. À, bức tranh về gia đình của Candy. Atlantic, vậy chưa đến Savannah rồi mà đến Atlantic thôi. Chúng ta sẽ đi tìm cha mẹ của Celebrantin. Đó không phải là kế hoạch hay đâu, nhưng mà đó là kế hoạch của chúng tôi. Ông cần và có anh thì sẽ ổn thôi. Tôi vẫn còn sống. Máu vẫn đang chạy trong trái tim và trên não của tôi. Tôi sẽ để anh một mình. Bộ đàm. Ai vậy? Ai vậy? The fucking thing is broken. Giọng nam hay giọng nữ? Trinh nghe giọng nam. Mọi người ơi, bảo là người đó đang giữ ba mẹ của Celestine và biết cả mình nữa, đang chờ đợi mình và Celestine ở Savannah. We're almost at the river. You want to get on a boat? You want to wait around till the walkers figure out we're here? I know I promised that we'd find your plans. It's kind of more dangerous than I thought it would. Cái rồi mình thất hứa với cháu rồi, sẽ không đi tìm ba mẹ sao? If his leg gets any worse, có một người. They're leaving. Who the hell is this? Actually, damn it. Ai vậy ta? Biết cả mình luôn, biết cả mình với cháu đi cùng nhau luôn. Tại sao vậy? Hay là có ai đó đang chơi chọc mình? Nhưng mà ai là người giữ cái bộ đàm đó ta? Chỉ có người lên thôi. Vậy là chắc bố là mình đến Savannah. Thì có nhiều biến cố xảy ra và cái quan trọng nhất là cái người mà giống nói giọng một cam ở trong bộ đàm là ai? Đây, tổng kết lại, bạn có shoot the girl in the street hay không? Thì lúc mà Trinh chơi lại á, thì Trinh bắn thử xem có bị gì không, nhưng mà nó cũng không có gì khác biệt cả. Thì Trinh sẽ nằm trong 60% là không bắn cô gái đó để có thời gian mà mình chạy á. Bạn có bỏ lại Lily không? Trinh phải 54 người không bỏ lại. Có đánh nhau với Candy không? Không, Trinh hoàn toàn thuyết phục Candy nha. Còn giết đất thì sao? Đây, nhân văn đây mọi người. 81% người chơi nhân văn không bao giờ để ba mẹ làm điều đó. Tự tay bắn súng vào đầu con mình rất là tàn ác, nên mình phải tự làm. Còn giúp đỡ Omid thì giữ chọn Omid với lại em da đen á, thì 60% người chơi là giúp đỡ Omid. Đó. Vậy thôi, hôm nay Trinh chơi đến chap 3 thôi nha, tại vì Trinh sợ lỗi quá. Nên là lần sau Trinh sẽ chơi hoàn toàn chap 4 trong một video luôn, để nó không có bị như bây giờ phải chơi lại nữa. Và cảm ơn mọi người đã theo dõi video này của Trinh nha. Nếu thích thì hãy cho Trinh một like và một subscribe nhé. Và chúc mọi người một tuần làm việc mới vui vẻ. Bye bye.